Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ đặt tên đường mang tên Võ Trần Trí, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự có ông Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cùng người thân ông Võ Trần Trí và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An. Phát biểu tại buổi lễ, ông Tất Thành Cang cho biết, để tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của đồng chí Võ Trần Trí đối với chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định đặt tên đường mang tên Võ Trần Trí tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Buổi lễ được tổ chức đúng ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 90 của ông Võ Trần Trí. Ông Võ Trần Trí sinh tại xã Hướng Thọ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, tham gia cách mạng vào tháng 8 năm 1945, trải qua nhiều thời gian hoạt động cách mạng và giữ nhiều chức vụ quan trọng sau khi giải phóng miền Nam từ năm 1986 đến 2006. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành phố Hồ Chí Minh hai nhiệm kỳ. Ông Võ Trần Trí qua đời vào ngày 11 tháng 11 năm 2011.